Xin chào cả nhà, chào cả nhà đến kênh Bữa Cơm Gia Đình của em. Là đầu tiên em chúc cả nhà thì một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe cả nhà. Mà cả nhà vào bếp để làm cơm với em. Bữa cơm chiều hôm nay là em đi dạo để nấu cơm cả nhà, nấu cơm củi nha. Và hôm nay thì em nấu canh cải xanh cả nhà, cải xanh với tép cả nhà, em để tủ lạnh nè, không giả đâu. Rồi ở đây còn mớ hồng tông mẹ chảnh cho nè cả nhà, em cũng đang gã đông, bỏ muối vô gã đông. Rồi hôm nay ăn canh cải xanh với tép, rồi đồ mặn thì cá hồng tông phải xả, em có chuẩn bị xả luôn. Còn hành này để vô canh cả nhà. Rồi giờ mà cả nhà đi nấu cơm với em nha. Cả nhà xem làm cho nó nhanh để khỏi mất thời gian cả nhà mình á. Rồi mình để cái lá không bền, để cái gốc không bền, cái xanh nảy non nó biết không. Thank you.
tim. Cho 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm. Gì đó, ớt chừng 15-20 phút để cho con cá nó thấm gia vị rồi mình kho nó không có bị gã cái nha. Ớt xả, mình phải phi xả nè. Kho xả. Thank you.
đây cá khoai cũng chín rồi nè. Còn mới à. Sả hồi nãy em sắp lên bạc, sả dớ mình để lên trên mặt. Cơm tối quá. Cái múc canh lên. Canh nóng hổi luôn. Cải xanh mát lắm luôn á. Cho miếng nè, tỏi phi vào đây để tỏi thôi, còn dầu nhiều quá ngán để miếng tỏi phi. Rồi cả nhà, bữa cơm gia đình của em cũng làm chín rồi. Hôm nay em làm hai món cả nhà, món canh cải xanh với tép với cá lòng tông khoai sả. Rồi hai chồng em mời cả nhà cùng ăn cơm tối với cả nhà. Mời cả nhà chung cơm với vợ chồng mình cả nhà. Mời cả nhà, chả đã được cả nhà. Chồng em mời cả nhà ăn cơm. Cơm ở nhà đấy. Cái lòng tâm mà cái nhà mời cả nhà ăn cơm. Cái lòng tâm ngon lắm. Béo hả? Cần cá chả nấu tép ngon rồi. Mỡ
sao nó còn nóng ở bắp thối rồi. Cần nó mà ngon. Mỗi cánh rồi. Mỗi cánh chân nó chạy. Tới dĩa để cho mũi trở càng nước á. Mèo hãy mình cho ăn rồi mà. Miếng cháy nó ngọt. Cái rồi không? Cái tầm có trứng ăn béo nhỉ.
gần nhà mình có đám sinh nhật cái nhà ca. Ok. Tức mà hồi do mình bị sặc ớt cả nhà, cho nên là clip cũng khá dài cả nhà ơi. Mình cũng ăn xong rồi, giờ cũng ăn xong rồi. Vô nè em. Thì bữa cơm gia đình hôm nay clip cũng khá dài cả nhà, cho nên là vợ chồng mình xin phép kết thúc clip tại đây. Nếu cả nhà xem clip này có thấy hay thấy vui thì hãy tặng cho vợ chồng mình một like nha, một đăng ký, một chia sẻ, thì đó sẽ là động lực để cho vợ chồng mình xuất bản thêm nhiều clip hơn nữa. Thì bữa cơm gia đình hôm nay xin tạm biệt nhà, và xin hẹn gặp nhà ở những clip lần sau. Bye. Bye.